Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Giao cản khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khó chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo. Đoàn Văn Hậu báo tin vui tới đội tuyển Việt Nam. Chờ sự khởi sắc của thầy trò huấn luyện viên Chu Dê. Tranh cãi vì huấn luyện viên Chu Dê bỏ rơi các cựu binh. Giao cản khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khó chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo. Công ty đại diện phủ nhận ông Park Hang-seo đàm phán với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều lý do để thương vụ này khó xảy ra. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có bất cứ cuộc đàm phán nào và thậm chí là nói chuyện ban đầu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo nguồn tin của VTC News, việc đưa ông Park về làm giám đốc kỹ thuật và ông Lee Jong-jin làm huấn luyện viên trưởng mới dừng lại ở mức độ ý tưởng, chưa có cuộc thương thảo nào được thực hiện giữa các bên. Lý do chính vẫn đến từ phía đội bóng thành phố mang tên Bác. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tìm kiếm một huấn luyện viên chất lượng cao để thay thế cho ông Vũ Tiến Thành. Tuy nhiên, nhiều rào cản khách quan khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có động thái chính thức tiếp cận ông Park Hang-seo. Theo tìm hiểu của VTC News, đội bóng này có ý tưởng mời ông Park Hang-seo xuất phát từ tư vấn của nhà tài trợ lớn. Chính xác hơn, người thay ông Vũ Tiến Thành phải là một cái tên chất lượng, nổi tiếng và tạo ra sức hút lớn. Dù vậy, mục tiêu số 1 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là ông Manu Pacquiao lại không muốn trở về V-League vào lúc này. Lý do đầu tiên ngăn cản giao kết giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và huấn luyện viên Park Hang-seo là yếu tố chuyên môn và mục tiêu, định hướng của đội bóng. Khoảng thời gian 5 năm làm việc cùng U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam khiến ông Park trở thành cái tên được săn đón bậc nhất. Bảng thành tích đồ sộ mà nhà cầm quân này gây dựng với bóng đá Việt Nam khiến huấn luyện viên Park Hang-seo rất khó lựa chọn đội bóng thiếu nhân sự trầm trọng như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ chỉ có một vài cầu thủ đã đi qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp như Nguyễn Minh Tùng, Võ Huy Toàn, Sầm Ngọc Đức hay Hồ Tuấn Tài. Tất cả những cái tên này đều từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông Park. Dĩ nhiên, ông hiểu năng lực của họ. Nội binh sáng giá nhất vào lúc này của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội trưởng Ngô Tùng Quốc. Nhưng cầu thủ sinh năm 1998 lại là một hậu vệ phải, khó có thể thay đổi bộ mặt đội bóng. Chuyên môn của Tùng Quốc ở mức độ tốt, nhưng anh cũng chưa được xem là ngôi sao của V-League. Việc không có một lực lượng đủ tốt khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khó đáp ứng được tham vọng của ông Park Hang-seo. Kể cả khi có một nguồn tài chính để mua sắm cầu thủ, không dễ để đội bóng này có thể mua sắm bởi các tuyển thủ quốc gia chủ yếu nằm ở câu lạc bộ Công an Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội và Thể Công Viettel. Lý do thứ hai mang tính quyết định. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại không dư giả về mặt tài chính dù có nhà tài trợ mới đầu mùa giải. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhận lương lên tới 50.000 đô la một tháng. Đáp ứng mức lương này không hề đơn giản. Chưa kể ông Lee Jong-jin và các thành viên khác trong đội ngũ của vị chuyên gia người Hàn Quốc. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang nợ 25% phí ký hợp đồng của mùa giải 2023-2024, 50% phí ký hợp đồng của mùa giải 2023, 7 tỷ đồng tiền thưởng ở mùa giải 2022 và thêm 3 tỷ đồng tiền thưởng ở mùa giải 2023. Tổng số tiền nợ theo ước tính lên tới hơn 30 tỷ đồng. Trước khi nghĩ đến việc ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải giải quyết khoản nợ nhằm tránh rủi ro về sau. Bởi những lý do kể trên, thương vụ Park Hang-seo Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể thành hiện thực trong thời gian ngắn sắp tới. Đoàn Văn Hậu báo tin vui tới đội tuyển Việt Nam. Mới đây, Đoàn Văn Hậu đã báo tin vui tới đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Do vết thương ở đầu gối có dấu hiệu tái phát, nên hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã được câu lạc bộ Công an Hà Nội đưa sang Singapore thăm khám để phẫu thuật nhằm điều trị dứt điểm. Theo các bác sĩ ở bệnh viện tại Singapore, nơi hậu vệ sinh năm 1999 hiện đang điều trị, chấn thương của cầu thủ sinh năm 1999 không nặng như dự kiến ban đầu. Vì vậy, Đoàn Văn Hậu sẽ không phải lên bàn phẫu thuật mà chỉ cần tập hồi phục một thời gian là có thể thi đấu trở lại. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp anh trở lại sân cỏ trong thời gian tới để phục vụ đội tuyển Việt Nam cũng như câu lạc bộ Công an Hà Nội. Năm 2022 đánh dấu sự trở lại của anh khi Đoàn Văn Hậu giúp câu lạc bộ Hà Nội giành cú đúp danh hiệu tại giải quốc nội và góp phần không nhỏ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup. Tranh thủ thời gian điều trị chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã tổ chức lễ thành hôn với bà xã Doãn Hải My. Cặp đôi tổ chức tại quê chú rể vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Đến ngày 26 tháng 11, đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Hải My sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội. Trương Văn Hậu, một tuyển thủ Việt Nam khác là Phan Văn Đức cũng đã phải bay sang Singapore làm phẫu thuật và cầu thủ này được nhận định sẽ phải nghỉ thi đấu tới 1 năm để hồi phục. Chờ sự khởi sắc của thầy trò huấn luyện viên Chu Dê. Dư luận khá bức xúc sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Iraq ở lượt đấu thứ 2 bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, nhất là về cách dùng người huấn luyện viên trưởng Philip Chu Dê. Những cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng đã không được thi đấu ở hai lượt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.
Nhóm cầu thủ này từng là trụ cột không thể thiếu của cấp độ đội tuyển quốc gia dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khác với các đồng đội Hùng Dũng, Tiến Dũng vừa bình phục sau thời gian bị chấn thương, tiền vệ Hoàng Đức đang đạt điểm rơi phong độ tốt và được xem là tuyển thủ nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Kết thúc mùa giải quốc nội, Hoàng Đức được bình chọn là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 và là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Ở các trận đấu giao hữu quốc tế dưới thời của huấn luyện viên Chu Dê, Hoàng Đức đóng vai trò quan trọng trong khâu tổ chức, triển khai tấn công cho đội tuyển quốc gia. Lối chơi đậm chất kỹ thuật, xử lý bóng thông minh, nhãn quan kiến thiết nhạy bén và khả năng dứt điểm chuẩn xác của Hoàng Đức được các chuyên gia nhận xét phù hợp với chiến lược bóng đá thiên về tấn công, tựa như cách huấn luyện viên Chu Dê đã áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau các đợt thử nghiệm mang về kết quả không mấy khả quan, Hoàng Đức đã mất suất đá chính ở hai lượt đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dù đạt thể trạng tốt và không bị chấn thương. Điều này khiến người hâm mộ thắc mắc về cách dùng người của huấn luyện viên Chu Dê và cho rằng chiến lược gia người Pháp chưa đánh giá đúng mức khả năng chuyên môn của Hoàng Đức. Theo các nhà chuyên môn, Hoàng Đức là nhân tố chủ chốt của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm qua, đã chứng minh được đẳng cấp. Anh cũng là cầu thủ chơi tự tin và nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc vừa qua. Vì vậy, việc Hoàng Đức phải ngồi dự bị không được ra sân một phút nào trong đội hình đội tuyển Việt Nam chạm trán với đội bóng sừng sỏ Iraq ở một giải đấu chính thức như vòng loại World Cup 2026 là điều khó hiểu. Giải đáp về thắc mắc này, huấn luyện viên Chu Dê cho biết, ông không tuyển chọn cầu thủ vì tiếng tăm hay thành tích thi đấu trong quá khứ, mà dựa trên những đóng góp, hoàn cảnh thực tế phải phù hợp với đấu pháp chiến thuật chung. Ông Chu Dê khẳng định bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh và Thái Sơn đang làm tốt nhiệm vụ được giao ở tuyến giữa, trong khi Hoàng Đức chưa đáp ứng được điều này. Tuyển Việt Nam vừa trải qua hai trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời chiến lược gia người Pháp với thành tích 1 thắng 1 thua. Để đánh giá đúng thực lực của huấn luyện viên Chu Dê cũng như hiệu quả trong chiến lược bóng đá mà ông mang lại cho bóng đá Việt Nam, cần phải chờ thêm kết quả mà đội tuyển quốc gia đạt được trong hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Chu Dê đang muốn trẻ hóa nòng cốt lực lượng đội tuyển Việt Nam và bước đầu phần nào đó đã mang lại một diện mạo tươi mới của đội tuyển với những cầu thủ trẻ. Song cần có sự dung hòa hợp lý giữa các tài năng trẻ và các cầu thủ nhiều kinh nghiệm, nhất là trong những trận cầu lớn. Tranh cãi về việc huấn luyện viên Chu Dê bỏ rơi các cựu binh. Sau trận thua Iraq 0-1 của thầy trò huấn luyện viên Chu Dê đã dấy lên hai làn sóng tranh luận. Một là chỉ trích huấn luyện viên Philippe Chu Dê không sử dụng các cựu binh tên tuổi thời huấn luyện viên Park Hang-seo và làn sóng còn lại ủng hộ cách dụng quân của ông thầy người Pháp. Có đến 6 cầu thủ trẻ lần lượt ra sân trong trận thắng ở sân khách Philippines và khi tiểu tướng 19 tuổi Đình Bắc ấn định tỷ số 2-0 ở phút bù giờ, thầy trò huấn luyện viên Chu Dê được ca ngợi lên mây. Rủi ro lớn cho đội tuyển Việt Nam cũng thua Iraq ở giây bù giờ cuối cùng thì ngay lập tức nổ ra những cuộc tranh luận về việc ông thầy người Pháp ưu ái quá mức cầu thủ trẻ. Sau trận thua nghiệt ngã, huấn luyện viên Chu Dê đã mất nhiều thời gian lý giải vì ông tung ra sân những cầu thủ trẻ không phải là mục tiêu, mà cái chính là ông muốn có một đội hình gắn kết và phù hợp nhất. Ông Chu Dê bị hỏi dồn và hỏi khó bởi đen đủi cho ông khi bàn thua của chủ sân Mỹ Đình xảy ra đúng vào bên trái của Phan Tuấn Tài, vừa đau vừa xuống sức nhưng đã hết quyền thay người nên không đua nổi với cầu thủ Iraq. Từ góc chết ấy, cầu thủ Iraq đủ thời gian và không gian chuyền bóng cho Mohanad Ali đánh đầu cận thành ghi bàn. Tai nạn cho ông Chu Dê khi cẩn thận giữ lại một phiếu thay người, nhưng phút 67 thì trung vệ Quế Ngọc Hải bị chấn thương, buộc ông phải dùng phiếu thay người cuối cùng, trong khi trên sân không chỉ một Tuấn Tài bị căng cơ, cần thay bằng người khỏe hơn. Không thể phủ nhận đội hình mới của huấn luyện viên Chu Dê với nhiều gương mặt trẻ đã đá rất khác dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, sử dụng những nhân tố quen thuộc với một kiểu đá phòng ngự phản công. Ông thầy người Pháp hiểu các học trò và biết rõ đội tuyển Việt Nam muốn đi xa thì buộc phải thay đổi triết lý bóng đá ông đã dạy cho họ phải chủ động, tự tin cầm bóng. Chỉ tội cho thầy trò huấn luyện viên Chu Dê rằng trận thắng trước Philippines cũng bằng lối chơi ưu tiên cầm bóng phối hợp đã nhận được rất nhiều lời khen thì sau một trận thua trong cuộc chiến không còn sức, đội tuyển Việt Nam phải đối diện với những phê phán từ người ngoài cuộc. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Chu Dê nói rõ đội hình của ông từ trước đến nay ở các đội tuyển quốc gia khác trên thế giới không nhất thiết phải gồm 11 cầu thủ xuất sắc nhất và ông thiên về sử dụng 11 cầu thủ giống như một bản nhạc mà 7 nốt nhạc phải đồng điệu với nhau để phát ra âm thanh hay nhất, đồng điệu nhất. Huấn luyện viên Philippe Chu Dê thừa nhận ông đang thực hiện cuộc cách mạng cho cả một hệ thống để giúp đội tuyển quốc gia mạnh hơn. Đó cũng là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo từng có ý định và thực hiện việc thay đổi cách đá cho các học trò ở một số trận đấu giao hữu nhưng không thể bởi chịu áp lực về mặt thành tích và số đông yêu thích bóng đá chiến thắng. Giữa những dòng tranh luận sau trận thua Iraq, có một điều chắc chắn, ông Chu Dê sẽ không thay đổi điều ông khẳng định đấy là cuộc cách mạng cho bóng đá Việt Nam. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!